phân cho lột về có cho đấy, phân cho thì dừng sức. Ở bên khác thì đây, thì là khác thằng bạn đấy, mày tưởng là bên gần nó. À, cái này bà cho chị đấy, lên đây. À, rồi, 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 bao, bao luôn. Thôi mình cắt bao luôn đây, rồi, ok, thôi, rồi. Rồi, rồi, đã luôn rồi. Rồi. Đây chú bán chạy nữa làm cho. Đây bên đây đi chạy với mấy đứa em. Mấy đứa em con chú nè. Đây đi chạy xong bắt cá đem gì cho mấy anh coi coi chơi cá năng giang của tôi. Chạy nó mấy ký rồi chú? Chú chạy nó mấy ký? Sao ký hả? Dốc dài hả? Rồi hôm nay về Châu Đốc du lịch bằng xuồng máy. Trở lại xuồng máy các bạn. Thì hôm nay thuê xuồng máy đi chạy cá. Đây người ta cũng giăng lưới đó, đó là chạy hay gì đó. Lưới ta thả lưới ra cắm cá biển. Ba kè làm ghê quá trời luôn. Ba kè này nhà nước làm đó, đây mấy chục tỷ đó. Nước nó ngập, bị lở đấy. Đi đó ngập dữ, ngập tới đó luôn ha. Ngập ghê luôn. Coi như ta bỏ tới dưới này luôn nè. Bỏ đá tới đây luôn. Tới đây luôn hả? Tiền tỷ mà. Nhà nước phải làm nổi chứ dân làm nổi đâu. Đây là đất trăm nè. Đất trăm á. Trăm hả? Thôi Châu Giang trên kia phải không? Châu Giang là ngay chợ đó cưng. Đây là đó ghe chậm đó, ghe làm cá đó. Đó nhà sàn mấy ông ơi, nhà sàn không à. Có tụi tôi ở nhà sàn chứ mấy ông đây nhà sàn nhiều hơn. Đây thì đây đất của ta. Của ta. Còn tụi tôi ở là khu vực thôi. Cái chùa của mình hay gì á? Cái chùa đó cái công ty đó. Đây đây nè. Đó, chùa Cầu Tiên á, chùa của Trầm á, chùa của mình á hả? Đạo hồi á. Mình đi chợ ngang thấy ngoài đó. Vậy núi là núi Sam. Núi Sam. Là đi với bà đó. Châu Đốc bên đây phải không? Ta chạy Châu Đốc luôn. Châu Đốc. Châu Đốc. Ủa chiếc ghe này sao nó chạy kì vậy? Ủa? Chạy đâu vậy? Chết. Có giỡn chơi hoài. Sao nó chạy kì cậu vậy? Thấp hả? Không được, đâu được. Đừng nhỏ vậy. Được, thấp hả? Nguy hiểm lắm à. Nó quơ cái đó, nó chơi cái là mình đi theo dùng năm luôn á. Dạ lúc này cũng phải chết luôn á. Bơi đi mà. Trời ơi, làm cái đó cũng lẹ quá trời á. Không nhìn trên cái bơi đó, nó bơi bằng gì chứ. Lặn không nổi thôi chứ lặn coi chú lặn cả mấy chục mét được. Trời ơi trời, 3 mét là chết rồi. hồi đó lặn máy á. Lặn máy hả? Lặn máy còn khoảng 3 mấy chứ. 3 mấy mét hả? Quen chứ mới tích cực chứ bà. Đó lù cả tàu quá trời rồi. Vô địch rồi. Vô địch rồi. Qua vô rồi.
Ở trời thì ở đâu, ở dưới không có, ở trời thì nên làm nó chạy nó rồi. Dạ cả đó chiên ngon. Chiên mà chiên giòn chứ không ấy. Ờ, chiên giòn. Ờ, chiên giòn ăn nước mắm đó. Đủ màu luôn, coi tương coi về đủ màu sắc luôn á, không có còn thiếu màu sắc nào hết á. Xanh vàng hình như màu tím có luôn kìa, màu tím than kìa, có màu tím than à. À, rồi màu hồng, rồi màu vàng, rồi màu xanh lá cây. Ở đây cái khu này có phải thiêu khu việc làm mình phải lăn nữa. Ở băng ma chứ bằng cốc. Đây cá mè kìa. Ồ cá mè dinh. Tổ kìa nó. Dốc dài, dốc dưới quá trời dài luôn á. Nôm này nôm luôn, không có lỡ nôm luôn chứ không có lỡ nữa. Trời cá đó. Nôm các bạn, nôm ở trên thì cước 35, ở dưới cước chín giữa thì cước 40, còn ở dưới chuyên dù. Chuyên dù dính cá chốt rồi, nhỏ nhỏ dính luôn. Ở chuyên nôm nôm tới dài á. Nó dính thân vậy là nó sắp vô cái gai thôi, dính cá chốt nhỏ. Tại vì cái lỗ là lỗ 5 thân. Giờ hết cái cháu bắt hết rồi. Ờ thì nhà nước bắt hết rồi là nó gà điện. Rồi quất 1 2 3. Quá êm. Nôm mới còn cái chớp thôi đó. Nôm á. Dài. Lăng con. Không phải hình như cá lăng con. Cá lăng thì cá lăng cái thịt nó ngon lắm. Cái dạng hết cá lăng nó có xương. Cá lăng lúc nào cũng thấy cái dạng cá lăng. Cái lăng mẹ luôn đó.
thấy không? Nó cái ép mà. Chén là cái lăng. Chính cái ép cái lăng con đó. Tôi nhìn thấy cái ép mà. Đó cái đó là cái lăng đó. Lăng. Cái lăng. Đó lăng đó á. Đó nhìn con được con cái ép hả? Cái ép con. Cái ép nó gọi là cái ép ngoại đó. Chia linh nó đen giống chia linh là cái chấm dây đó nói chạy chạy hoài dướng là rất chạy à, dướng lặn sao rất chạy được cái dây này cưng biết không cây chứ định nó ăn thua gì đó đâu tiếp theo mà cái nhánh mà cỡ nửa cùng tay mà nó mục đó là nó đi luôn là kéo lên được luôn không bao giờ đứt dây nữa đổ chắc luôn nó không đổ lông dây thái đẹp cưng dài càng ngày nó càng bóng còn dây Trung Quốc với dây Việt Nam mình là cưng dài thời gian nó đổ lông bắt đầu nó đứt ngay chỗ đó đổ lông nay đi theo em của chú cháu hả cháu chú à này hả này, em kết nghĩa nghĩa chú đi về xong xong An Giang này An Giang các bạn à, cho đốc cho đốc An Giang nha chạy cá nha à, chạy xong lớn này luôn nè chạy xong Mê Công á là cái đường xong này về Tân Châu rồi luôn về coi như cái đường xong này về Tân Châu còn đi xuống dưới này là mình về Long Xuyên về Cần Thơ đây về Cần Thơ luôn không à về Cần Thơ luôn cưng coi xong này về cộng Mỹ Thân nữa đó là con sông này nè xà lan chạy được mà xà lan từ bên công kia nó chạy đi nó về bên đó luôn đoạn ra tới đi du lịch như đó thấy không đó nha chị kiều quá đó muốn đi du lịch còn mình đây cũng đi du lịch nữa mình đi du lịch khác cầm mèo đó đi du lịch rồi hai ba bước mình đâu có thấy mà chạy dập dìu làm cá cái này đâu có chạy cũng dưới đây lên không á đúng rồi nhưng mà mình chứ mình đâu có ai làm đây đâu đâu phải chỉ là công ty hay là ấy mà đi đi làm phai để trồng lúa mai lúa mà mai là thôi chứ làm gì biết cái nghề sống nghề cá của mình đây cái tỉnh An Giang là cái nghề cá hồi xưa giờ luôn hồi chào ông có ông sơ tới giờ coi như đường chài là coi như đàn bà con gái là con đất em bé gì cũng biết đường chài đứng đứng hết mà thời buổi bây giờ ra mai một hết rồi bây giờ đi làm công ty hết rồi ai cũng chê cái tiền làm chài làm cá nó cực quá đi ông nào ông ấy làm chài nghề cá thì nó đen như cục than bột vậy đi tiếp xúc nó đen mung là công ty vui vẻ hơn à, mà nó trắng đẹp đẽ hơn có ghệ nhiều hơn ừ mà làm nghề cá thì nó nghe hơi nghe mùi thanh chút xíu mà đều ăn cá ngon nha phải ăn hụi là cái đó nha cá lăng cá lăng cá mắc không cá lăng nó như theo trung bình là đây cũng cỡ nha 70,000 ký đó ra cá rồi. Nhỏ còn cá lớn tới 100 mấy nữa còn cá lớn nữa 200 mấy còn cá lớn nữa thì 300 mấy nó đủ loại cá hết cũng kiếm cá lăng kiếm bắp tươi đó thế à bắp cá la cho nó mà la chạy cho đất hay luôn rồi đi chạy cho đất luôn à, bên đây đi ăn con tiêu cho đất luôn con tiêu năm đồng tiêu năm giang đây có bún nước lèo cá lóc rồi mắm cá linh đặc sản An Giang thốt nốt rồi mấy anh mà đi du lịch ở An Giang thì biết rồi đi qua chiên câu đó nước thốt nốt không mấy anh me tao mắng ở đây tám trăm tôi thì chỉ là bán xà rong xà rong rồi
lưới hay gì đó. Xong hả? Thả chết thôi vậy. Thả chết thôi gì không thấy mất tiêu rồi. Cả gia đình xuống luôn rồi vậy. À, cả gia đình đi luôn rồi vậy. À, đi hết gia đình luôn. Đi phà Châu Giang là phà lớn nè. Cầu Châu Đốc nó xong rồi. Bố cầu xong rồi, làm kịp rồi. À đúng rồi, nó làm cầu xong mà thôi. Dạ to lắm. Nó cá lóc kiến, trời ơi lóc kiến. Trời ơi lóc kiến. Mày cá lóc kiến. Trời ơi cá lăng. Trời ơi nhóc. Trời ơi quá trời cá lăng. Chúng vô rồi. Rồi cậu cho má lên luôn đi. Rồi vô đừng mày ơi. Cá lăng, cá dảnh. Thì cá lóc kiến, coi như ba thứ. Ok rồi. Nhà cá luôn. Cá này nhiều rồi. Cá này nhiều rồi. Cá này bèo gì bèo cũng được vài chục ngàn. Chai cũng được vài triệu. Vài trăm. Dạ, vài trăm, vô bàn. Để nói cho ông chủ có cái này là của công an đây hả? Ừ. Rồi, quá trời cá lăng. Này ngay ổ cá lăng rồi. Ổ cá lồ kiến luôn. Cá lồ kiến ăn nướng nó ngon, ngọt lắm chứ mấy bạn. Nó ngọt lắm. Cá lồ kiến trời này dướng rồi. Cá lồ kiến này mấy năm trước giá trị lắm nha. Giờ cũng còn tôi nuôi cá đó. Với ta giờ có giá trị cho hồi trước đó, giá trị lắm á. Có cá lồ kiến nó nhập tao tí có. Có. Nó cá đen đen lồ cái đó, đen thầu nó nhập. Ngay ổ cá lồ kiến luôn rồi. Chứ cái nó thì thịt nó giờ cá xấu nó xấu thiệt chứ mà được thịt nó cũng ngọt lắm nha. Khô cá lồ kiến giờ cũng mắc lắm á. Ờ hình như bà hôm hai trăm mấy á. Mấy chục ngàn kilo.
hai cho mấy cái lô kiến khô á. À, làm khô thì phải mắc rồi. Đây làm khô nó quá vậy. Ngay ổ cái lăng luôn rồi. Cái lăng này gọn giúp lại quá. Ủa cái lăng. Cái đó dính ở ngoài hay gì? Lội dính. Lội dính luôn à. Bị xỉu, bị xỉu. Đó, ồ, một con cá lăng. Hai con cá lăng. Nhiều lắm, ba con cá lăng. Cá lăng bự bên kia. Ngay ổ rồi. Cá lăng lên ăn bụng mấy lần. Cá lăng mấy con nó bự lắm bên này. Cá lăng bự còn có bự. Hai ba con bự thôi. Cái lần này câu ăn phải không? Ăn cứ. Trời ơi nó cứ mắc hồi à. Có cá, có cá rồi mà xong vô là ngon lắm. Mà đều câu mồi thuốc bằng hàng nó chơi đó. Nghe mùi tanh thuốc đó. Tại vì hồi đó tôi có làm thuốc bắn. Thuốc cá lăng. Cái lăng con bự kìa. Ngay ổ cái lăng. Đã đã không có bao tăng. Nó thả bớt để nó lớn bớt. Có cát canh cà phê của nó có cát lăng đây. Ngay ổ cái lăng. Ngay ổ rồi, cha này ngay ổ. Nó này cái nó giàu lông rồi. Quá coi mặn nó giàu lông rồi con nó bay cả. Quá cá lăng tù cá lăng bự đó, cá lăng bự cũng được kìa. Nghe ổng cá lăng là trời quá đã. Hồi sáng giờ thấy chài này đặc biệt. Cái chài này là chất lượng chất lượng. Đặc biệt luôn, nó coi kia nẻo trên đây. Ờ. Rồi tùm đùm luôn đây ơi. Ồ cá lăng. Thấy được chọc chài cá này là bữa nay ông chủ vào rồi. Rồi cá lăng bự đó. Nó dòm tôi mặc lo canh lăng này có 50 lâu. Ủa giá 50 lâu nhé. Thế xong rồi ba bắt đến chết. Xin thả mực lâu. Mực lâu là phía ngay ổ và ngay ổ canh lăng luôn rồi. Đó ngay ổ canh lăng luôn. Rồi nãy giờ không chưa hết cá nghe không. Quá nhiều mà. Cái này là tiền không chứ bộ cái này tiền không mà. Đây là chuẩn bày á. Chuẩn bày vậy nè. Lo lo chuẩn bày vậy đó. Mày là mọi chài mà mọi chút bậy lâu lâu có bậy hai lưới nó bén mà câu cá lăng đó nó leo lên nó dính ra luôn thấy không mấy là lưới dù ở chân nó ngon ha. Ở lưới dù nó khó sảy hơn lưới kia. Khó sảy hơn thì dính chính xác hơn. Độ bền nó bền hơn nữa, bền chắc hơn nữa. Bền chắc hơn. Mà điều nó nặng nó hơn nha. Thì làm cái chân thôi, mình làm cái chân. Chân. Làm cái chân thôi chứ chạy là nặng hơn chạy kia lắm, chạy kia dưới kia. À, ngay ổ cá lăng luôn rồi.